Thì đây là cái bậc 8 cấp của mình vừa mới ốp xong nè anh em. Thì ở đây mình không ốp trong mí mà bên mình sẽ ốp và cái cành ở cái góc cho nó không bị sức nha. Thì anh em có thể tham khảo và ốp cho ngôi nhà của mình. Thì bên mình có cung cấp tất cả các dụng cụ ống rút phao chỉ cũng như là các sản phẩm dụng cụ để mà ốp lát. Thì anh em có nhu cầu thì mua ủng hộ giúp mình nhé. Bên mình bán hàng rất là uy tín và chất lượng luôn. Anh em ủng hộ mình nha. Mình xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé. Xin chào nhé.